Ông vừa suy ra. Không, nhà bà phải đắt hơn. Bây giờ bà nên rồi, nấu cái này ngay chết bố chồng này đi chết. Một cái không rõ ràng. Thất bại đấy bà tươi. Ngoài này trao suốt tiếng kia này bà chả ăn đâu gì bà hỏi thế thì. Thôi vỡ mặt đi, mẹ đi. Đâu bố không về được.
người mà đạo đúng thế này. Biết là nào? Thế bà ông nói chuyện gì? Thế đánh quái hút nát thế này thế nào? Chủ nhà đến nhìn tiếp. Ngồi bên sinh thành đúng không? Tận tình thế. Công trình nó to. Đấy thì là tay này mình bảo chứ. Em mở
quá.